Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục hotline, cà phê hotline trả lời thư khán giả và thông qua số hotline của chúng tôi và nhiều kênh tương tác khác nhau thì VTC9 rất cảm ơn khán giả đã quan tâm và cũng đã gửi những phản ánh về cho chúng tôi về những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm cũng như phản ánh về các vấn đề đang gặp phải tại địa phương. Và mới đây thì VTC9 cũng nhận được thông tin của khán giả sinh sống tại huyện Sóc Sơn của thành phố Hà Nội phản ánh rằng tại xã Tiên Dược một số xưởng sản xuất tái chế nhựa trên địa bàn của thôn Dược Hạ trong thời gian vừa qua đã hoạt động gây ra tiếng ồn cũng như là gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước trầm trọng vì nguồn nước thải trực tiếp ra môi trường không được xử lý. Hơn nữa, một số xưởng có hoạt động giữa thời điểm giãn cách xã hội không chấp hành theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo phản ánh của khán giả ở thôn Dược Hạ, hiện nay có 3 xưởng sản xuất tái chế nhựa, mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, tuy nhiên, loạt cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Đặc biệt, cơ sở sản xuất hạt nhựa của bà Trịnh Thị Thắm ngày 4 tháng 9 năm 2021, thời điểm giãn cách theo chỉ thị vẫn vô tư hoạt động với năm công nhân mà không hề bị chính quyền xã tiên dược xử lý theo khán giả để tránh gây chú ý những cơ sở này thường đốt rác vào ban đêm nên không khí vào thời điểm trên vô cùng ngột ngạt được biết hơn chục năm qua hàng chục nghìn hộ dân tại xã tiên dược và khu vực lân cận phải sống chung với ô nhiễm môi trường do hoạt động của những cơ sở sản xuất tái chế hạt nhựa gây ra tuy nhiều nhà xưởng đã bị ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cưỡng chế nhiều hộ bỏ nghề nhưng một số cơ sở còn lại thì bành trướng hơn hoạt động ngày đêm ngay trong khu dân cư nước bẩn từ các máy giặt rửa bao tải xả ra mùi hôi thối nhất là nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng chính quyền huyện sóc sơn cần sớm vào cuộc kiểm tra xử lý kịp thời thực trạng trên